Xin chào thầy cô và các bạn. Em tên là Hoàng Thị Thu Phương, mã sinh viên là EDXK3030. Và hôm nay em quay video này để muốn trả bài môn nghiên cứu con người của thầy Hùng. Và ở trong cái phần bài học hôm trước mà bọn em có được học ấy, thì có hai cái vấn đề mà em cảm thấy là mình cần tìm hiểu sâu hơn và cần tự mình giải đáp thêm thắc mắc của chính mình và tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Đó chính là cái vấn đề mà thứ nhất là cái vấn đề là trong chúng ta có con người khác hay không, và thứ hai cái vấn đề đó chính là cảm xúc là có ảnh hưởng gì đến con người của chúng ta hay không. Và khi mà các cái dòng điện, gọi là các cái dòng điện đi, dòng điện dương và dòng điện âm trong con người của chúng ta, hay ở trong vật lý nó còn gọi là electron và neutron ấy, hai cái đấy thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến đối với con người của chúng ta. Thì như những cái bài học mà chúng ta đã được học, chúng ta đã bàn tán rất là nhiều, tranh luận rất là nhiều về cái vấn đề là liệu trong con người của chúng ta có một người khác hay không. Và sau những cái tiết học thì mình thấy là hầu như lớp mình đều đang chia ra làm hai hướng, một bên là có và một bên là không. Và khi mà các bạn bảo có thì các bạn sẽ thường thiên về tâm linh nhiều hơn, có một chút gì đấy gọi là có một vẻ gì đấy khá là huyền bí. Còn những cái bạn mà theo chủ nghĩa các bạn nói là không, ở trong con người chúng ta không hề có một con người khác, thì các bạn lại thiên về hướng là khoa học nhiều hơn. Còn đối với mình thì theo mình, theo những cái mình hiện giải thích và theo ý kiến của mình, thì mình tin rằng là trong con người của chúng ta có một con người khác, thậm chí là có rất là nhiều con người. Và sau những cái cuộc tranh luận ấy, thì mình hiểu ra là ở trong hầu như là mỗi con người của chúng ta, nó đều tồn tại vừa có cái mặt tâm linh và vừa có cái mặt về khoa học ấy. Thì điều đó chứng tỏ là trong con người của chúng ta là luôn luôn tồn tại hai cái luồng ý kiến song song với nhau. Và mình sẽ giải thích cho mọi người cái vấn đề về hai cái vấn đề đó. Thứ nhất là về vấn đề tâm linh. Theo như các bạn nói thì về vấn đề tâm linh ấy, thì chúng ta sẽ hiểu về phần xác và phần hồn nhiều hơn. Và theo như gọi là từ xưa tới nay thì chúng ta đã thường quan niệm ấy là có ví dụ như là con trai là ba hồn bảy vía, con gái là ba hồn chín vía đấy. Và có thể là có nhiều bạn dựa vào cái đó để nói là trong con người chúng ta sẽ tồn tại những cái con người khác. Và khi mà nói liên quan đến cái vấn đề đấy ấy, thì thật ra chưa ai có thể chứng minh được là thật hay không. Nhưng mà theo những sự việc mà nhiều bạn, gọi là nhiều người chứ không phải nhiều bạn, nhiều người đã được trải qua, nhiều người đã được gọi là được trải nghiệm, thì họ thấy là trong người họ có rất là nhiều con người khác. Thì nó sẽ liên quan về những cái vấn đề tâm linh như vậy. Nhưng mà vì mình cũng chưa tìm hiểu sâu hơn về vấn đề tâm linh này, nên mình cũng sẽ không nói quá nhiều về vấn đề tâm linh. Nhưng về vấn đề tâm linh thì về phần gọi là phần hồn của mình, thì rất là nhiều người có quan điểm là tồn tại rất là nhiều con người khác ở trong chúng ta. Còn về cái vấn đề khoa học thì các bạn sẽ chia ra là con người của chúng ta không tồn tại những con người khác, mà chúng ta chỉ bao gồm như kiểu tính cách, cảm xúc hay là về cái trạng thái tâm lý của mình thôi. Ví dụ như là cái câu hỏi mà mọi người bàn tán rất là nhiều ở trong mỗi cái bài học, buổi học, đó chính là tại buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy, và chúng ta có hai luồng suy nghĩ là chúng ta có lên bật dậy luôn hay không, hay là ngủ tiếp. Và mọi người đều cho rằng là cái vấn đề đấy là do cái suy nghĩ của chúng ta, là chúng ta có quyết định dậy hay không, và còn do tâm trạng lúc đấy của chúng ta nữa. Đó chính là cái lý do mà tại sao mà nó luôn luôn tồn tại ý kiến trái chiều ấy. Thật ra về khoa học hay là về tâm linh thì nó đều như vậy, và mỗi một khía cạnh thì đều có một cái đặc điểm gọi là khác biệt riêng. Và theo như mình biết ấy, mọi người luôn luôn lấy những cái người giàu để làm cái mục tiêu, gọi là làm một cái thần tượng của mình. Thì theo như mình biết, những người giàu có không lấy đâu xa, ví dụ như là Vingroup của Bắc Vượng chẳng hạn, thì luôn luôn tồn tại giữa cái mặt về tâm linh và mặt về kinh tế, về khoa học, về sự sáng tạo, mọi người ạ. Bắc Vượng thì luôn luôn đi theo một cái chiều hướng là công nghệ
cao, càng ngày càng cao và hiện đại và có những cái tầm cỡ quốc tế rồi. Nhưng mà Bắc Vượng đấy là về gọi là về khoa học, về kinh tế đi, nhưng mà vẫn còn một mặt nào đấy. Bắc Vượng luôn luôn nghĩa là có hẳn một độ về mặt tâm linh, Bác Vượng luôn luôn đi hoặc là về mặt đi quyên góp ủng hộ nữa, luôn luôn đi làm những cái việc thiện và luôn luôn đi ví dụ như là hỗ trợ xây dựng những cái đình đền chùa đấy, thì luôn luôn tồn tại song hành hai cái vấn đề là tâm linh và khoa học, và chưa bao giờ cái nào có thể triệt để được cái nào từ trước tới thời điểm này. Đó là cả một cái vấn đề mà mình muốn trình bày ở trong video này, và đó chính là cái vấn đề mà mình muốn tổng hợp lại sau hai tiết học mà mọi người tranh luận với nhau về cái vấn đề đấy, và đó chính là quan điểm của mình. Còn tiếp theo thì mình sẽ nói về mặt cảm xúc, vì sao cảm xúc lại ảnh hưởng đến con người chúng ta. Mọi người có thấy đúng không, chắc chắn là trong cuộc sống của chúng ta, con người của chúng ta nó bị ảnh hưởng quá là nhiều bởi cảm xúc. Nếu mà bạn nào nói với mình là không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thì không bao giờ là đúng, và mình sẽ không tin, và mình nghĩ là chính bạn đấy cũng sẽ không tin. Ví dụ như mình theo như mình thấy và mình cảm nhận thì riêng cá nhân của mình thôi, cảm xúc nó cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Có những lúc mình còn không hiểu tại sao mà mình có những cái cảm xúc như vậy. Đó chính là cái lý do mà ngay từ ban đầu, câu đầu tiên khi mình nói vào là cảm xúc có ảnh hưởng tới con người của chúng ta. Và đặc biệt là trong cái bài học đó, thầy đã liên tưởng và thầy muốn bọn mình tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa cảm xúc và các cái hạt electron ở trong con người của chúng ta, hay còn gọi là điện cực âm ở trong cái mặt âm ở trong con người của chúng ta ấy, thì cái cảm xúc nó cũng sẽ ảnh hưởng với cái electron đó, và cái electron cũng sẽ ảnh hưởng tới cái cảm xúc của chúng ta. Ví dụ đối với con gái thì thường có điện cực âm nhiều hơn, thường thôi nhá, còn con trai thì sẽ thường có điện cực dương nhiều hơn. Và nếu khi mà hai người có một mối quan hệ gọi là thân thiết với nhau thì lâu ngày khi mà chúng ta tiếp xúc với nhau nhiều ấy, thì điện cực âm và điện cực dương nó sẽ trung hòa với nhau ấy, thì chúng ta sẽ có cảm giác được là từ một cái người rất là xa lạ, chúng ta sẽ cảm thấy bắt đầu quen và thân đối với những cái người đó. Thì đó chính là cái, và sau đó thì chúng ta sẽ nảy sinh gọi là tình cảm đó. Thì đó đó chính là cái sự liên kết gọi là hiểu rõ ràng nhất giữa cái electron và mặt cảm xúc. Khi mà giữa các cái điện cực, đặc biệt là điện cực âm sẽ nghĩa là nó sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn. Khi mà có cái sự tác động thì nó sẽ sinh ra những cái mặt cảm xúc khá là khác biệt, khiến chúng ta có một sự khác lạ, và lâu ngày thì chúng ta sẽ có những cái cảm xúc riêng. Hay đơn giản khi mà chúng ta có những cái cảm xúc, ví dụ như là vui buồn chẳng hạn, thì tự động lúc đấy gần như cái lượng electron, cái lượng điện cực trong người chúng ta đó là vô cùng lớn. Và khi mà điện cực âm lớn hơn điện cực dương thì đồng nghĩa với việc nó mất cân bằng, thì con người của chúng ta sẽ không thể nào mà cân bằng được kiểu giữa con người, giữa cảm xúc và giữa lý trí của mình. Và đồng nghĩa với việc như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy gọi là đôi khi sẽ là khá là mất niềm tin vào cuộc sống này, sẽ cảm thấy mình không có một cái lối thoát nào để đi cả. Và những cái lúc như vậy thì buộc các bạn phải tự cân bằng cái cảm xúc cũng như là tự cân bằng cái lý trí của mình, để làm sao mà để con người của chúng ta nó có thể hòa hợp hơn và nhanh chóng vui vẻ trở lại. Và nói chung là về cái mặt nghiên cứu con người thì chúng ta chỉ nên tìm hiểu để biết được chúng ta là ai, và mình cũng mong là mọi người tìm hiểu để hiểu sâu hơn chính bản thân mình, và đừng lợi dụng những thứ liên quan đến con người, những thứ mà mình tìm hiểu được về con người ấy, để đi làm hại người khác. Khi mà chúng ta tìm hiểu chỉ để phát triển bản thân mình, hiểu rõ bản thân mình hơn ấy, thì mình sẽ cảm thấy là con người của mình nó rất là tuyệt vời, rất là hoàn hảo, và càng tìm hiểu thì mình sẽ càng cảm thấy tò mò. Giống như bản thân mình cũng vậy, càng ngày thì mình cũng càng cảm thấy tò mò về chính con người mình, chính mọi người xung quanh. Vậy nên là mình cũng mong là mọi người hãy dành chút thời gian tìm hiểu về chính cái môn học này. Nó cũng khá là khó, nhưng mà mình nghĩ là ai cũng có thể học được nếu mà chỉ cần các bạn yêu thích nó.
Và đó chính là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành một chút thời gian để xem video của mình. Xin chào tất cả mọi người.